Hàng về anh em ơi. Hàng về, hàng về, hàng về. Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay thì về hàng được cái tem Super 2012 phiên bản Chrome. Thì cái tem này rất là lâu rồi mình không giới thiệu anh em vì nó không có hàng, anh em cháy hàng luôn, cháy sạch luôn, không có hàng để mà mua. TikTok shop đóng cửa, Shopee đóng cửa bởi vì mình không có bán, không có hàng để bán nha. Thì đây là cái tem Super Rim Chrome đời 2012. 2012 nha anh em nha. Con này thì hiệu ứng 3D, dán chồng cực đẹp luôn. Mức giá thì 100.000 một bộ nha anh em nha, hàng loại 1 thôi chứ không phải hàng zin. Nhưng mà chất lượng của nó mình mở ra nó thật sự anh em là wow luôn, không thể chịu nổi với cái độ đẹp của nó luôn nha. Rồi ok, mình sẽ gỡ cho anh em coi. Đây. Đây nha, mình gỡ ra cho anh em coi luôn. Thì nói chung là nó đẹp lắm. Với cái mức giá 100.000 đố anh em mua được bộ tem nào đẹp như này luôn. Đúng 100.000 nha anh em nha. Anh em về bán có tem Thái cho anh em luôn, có tem Honda Thái luôn, tại nó là hàng loại 1 nhập Thái mà anh em. Nó rất là đẹp. À, một bộ tem đầy đủ hết cho anh em luôn. Đẹp lắm. Nhìn nó nhức nách luôn em. Đây. Ok chưa? Đây. Đấy. Đẹp thế này cơ mà. Đó, khi anh em dán cho nó nổi lên như này này. Để thấy sao? Supreme. Đẹp lắm nha anh em, cái bóng này thấy không? Cái bóng này. Cái chữ Super ở giữa nó nổi lên trên luôn, rất là đẹp. Đó ha. Mà lại keo là lưng keo vàng luôn nha anh em nha. Lưng keo vàng luôn, là cái loại lưng keo vàng là loại Thái là khá là mắc tiền nha anh em. Loại là loại xịn đó. Cái này thì mình thấy ở ngoài họ đang bán đâu tầm 200-250 bộ anh em. Đạt thì đạt nhập sỉ về cho nên là giá nó cực kỳ tốt. Với lại anh em là muốn lấy về bán sỉ lại cũng được. Giá này quá tốt rồi. Và bộ tem này rất là đẹp, để mình gỡ tem ra cho anh em coi. Đợi chút xíu. Keo nó dính dữ lắm anh em ơi. Đạt thì không có móng tay nữa. Đạt từ bé giờ không để được móng tay anh em ơi. Đây. Đây. Tem rất dày luôn anh em. Rất dày luôn. Dày lắm, tem dày cui à. Anh em yên tâm ha. Anh em yên tâm về cái chất lượng của nó, không phải lo nghĩ đâu. Chất lượng là tuyệt vời luôn. Đây. Rất đẹp nhá. Này. Thấy không? Đó, thì một bộ nó đầy đủ ấy. Hay là bộ tem này anh em gọi là bộ tem family cũng được. Đây, sẽ có chỗ này để anh em dán cái chữ family này vô nha. Đó, nói chung là nó dán đè lên cho nên là nhìn nó rất là nổi nha. Nhìn nó nổi lên trên hẳn luôn, đẹp lắm. Tại vì bản chất là nó nổi thật mà. Đây, thấy không? Đấy, nổi hẳn lên trên rồi. Rất là đẹp nha. Thì một bộ này có nhiều chi tiết lắm. Để đếm coi, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chi tiết nha anh em nha. Một chi tiết nha. Đó, thấy không? 11 chi tiết. Đây 12 luôn này, 12 chi tiết nha. Chúng ta. Đúng rồi, 12, 13 chi tiết vậy đó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 chi tiết nha anh em. Bộ này 12 chi tiết nha. Rất là nhiều. À, thì anh em nào chúng ta cần thì anh em liên hệ mình, số lượng bên mình có nhiều cho anh em. Anh em cần thì lấy về bán lại cũng được nha. À, số lượng có nhiều cho anh em thoải mái lựa chọn nha. Rồi ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Giá của nó rất là tốt, 100.000 một bộ thôi. Bao rẻ nha. Rồi xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay thì về hàng được cái tem Super 2012 phiên bản Chrome. Thì cái tem này rất là lâu rồi mình không giới thiệu anh em vì nó không có hàng, anh em cháy hàng luôn, cháy sạch luôn, không có hàng để mà mua. TikTok shop đóng cửa, Shopee đóng cửa bởi vì mình không có bán, không có hàng để bán nha. Thì đây là cái tem Super Rim Chrome đời 2012. 2012 nha anh em nha. Con này thì hiệu ứng 3D, dán chồng cực đẹp luôn. Mức giá thì 100.000 một bộ nha anh em nha, hàng loại 1 thôi chứ không phải hàng zin. Nhưng mà chất lượng của nó mình mở ra nó thật sự anh em là wow luôn, không thể chịu nổi với cái độ đẹp của nó luôn nha. Rồi ok, mình sẽ gỡ cho anh em coi. Đây. Đây nha, mình gỡ ra cho anh em coi luôn. Thì nói chung là nó đẹp lắm. Với cái mức giá 100.000 đố anh em mua được bộ tem nào đẹp như này luôn. Đúng 100.000 nha anh em nha.
anh em về bán có tem Thái cho anh em luôn, có tem Honda Thái luôn, tại nó là hàng loại 1 nhập Thái mà anh em, nó rất là đẹp. À, một bộ tem đầy đủ hết cho anh em luôn, đẹp lắm, nhìn nó nhức nát luôn em. Đây, ok chưa? Đây. Đấy, đẹp thế này cơ mà. Đó, khi anh em dán cho nó nổi lên như này này, em thấy sao? Supreme, đẹp lắm nha anh em, cái bóng này thấy không? Cái bóng này, cái chữ Supreme ở giữa nó nổi lên trên luôn, rất là đẹp. Đó ha, mà lại keo là lưng keo vàng luôn nha anh em nha, lưng keo vàng luôn, là cái loại lưng keo vàng là loại Thái là khá là mắc tiền nha anh em, gọi là loại xịn đó. Cái này thì mình thấy ở ngoài họ đang bán đâu tầm 200-250 bộ anh em, đạt thì đạt nhập xỉ về, cho nên là giá nó cực kỳ tốt. Với lại anh em là muốn lấy về bán xỉ lại cũng được, giá này quá tốt rồi. Và bộ tem này rất là đẹp, để mình gỡ tem ra cho anh em coi. À, đợi chút xíu, keo nó dính dữ lắm anh em ơi. Đạt thì không có móng tay nữa, đạt từ bé giờ không để được móng tay anh em ơi. Đây, đây. Tem rất dày luôn anh em, rất dày luôn, dày lắm, tem dày cui à. Anh em yên tâm ha, anh em yên tâm về cái chất lượng của nó, không phải lo nghĩ đâu, chất lượng là tuyệt vời luôn. Đấy, rất đẹp nhá, này, thấy không? Đó, thì một bộ nó đầy đủ thôi, hay là bộ tem này anh em gọi là bộ tem family cũng được. Đây, sẽ có chỗ này để anh em dán cái chữ family này vô nha. Đó, nói chung là nó dán đè lên cho nên là nhìn nó rất là nổi nha, nhìn nó nổi lên trên hẳn luôn, đẹp lắm, tại vì bản chất là nó nổi thật mà, này, thấy không? Đấy, nổi hẳn lên trên rồi, rất là đẹp nha. Thì một bộ này có nhiều chi tiết lắm, nếu đếm coi, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chi tiết nha anh em nha, một chi tiết nha. Đó, thấy không? 11 chi tiết. Đây 12 luôn này, 12 chi tiết nha. Chúng ta. Đúng rồi, 12 13 chi tiết vậy đó. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 chi tiết nha anh em. Bộ này 12 chi tiết nha. Rất là nhiều. À, thì anh em nào chúng ta cần thì anh em liên hệ mình, số lượng bên mình có nhiều cho anh em. Anh em cần thì lấy về bán lại cũng được nha. Số lượng có nhiều cho anh em thoải mái lựa chọn nha. Rồi ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Giá của nó rất là tốt, 100 ngàn một bộ thôi, bao rẻ nha. Rồi xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay thì về hàng được cái tem Super 2012 phiên bản Chrome. Thì cái tem này rất là lâu rồi mình không giới thiệu anh em, vì nó không có hàng, anh em cháy hàng luôn, cháy sạch luôn, không có hàng để mà mua. TikTok shop đóng cửa, Shopee đóng cửa, bởi vì mình không có bán, không có hàng để bán nha. Thì đây là cái tem Supreme Chrome đời 2012 2010-2012 nha anh em nha. Con này thì hiệu ứng 3D, dán chồng cực đẹp luôn. Mức giá thì 100 ngàn một bộ nha anh em nha, hàng loại 1 thôi chứ không phải hàng zin. Nhưng mà chất lượng của nó mình mở ra thật sự anh em là wow luôn, không thể chịu nổi với cái độ đẹp của nó luôn nha. Rồi ok, mình sẽ gỡ cho anh em coi. Nha, mình gỡ ra cho anh em coi luôn. Thì nói chung là nó đẹp lắm. Với cái mức giá 100 ngàn đố anh em mua được bộ tem nào đẹp như này luôn. Đúng 100 ngàn nha anh em nha. Anh em về bán có tem Thái cho anh em luôn, có tem Honda Thái luôn, tại nó là hàng loại 1 nhập Thái mà anh em. Nó rất là đẹp. À, một bộ tem đầy đủ hết cho anh em luôn. Đẹp lắm. Nhìn nó nhức nát luôn em. Đây. Ok chưa? Đây. Đấy. Đẹp thế này cơ mà. Đó, khi anh em dán cho nó nổi lên như này này, em thấy sao? Supreme, đẹp lắm nha anh em, cái bóng này thấy không? Cái bóng này, cái chữ Super ở giữa nó nổi lên trên luôn, rất là đẹp. Đó ha, mà lại keo là lưng keo vàng luôn nha anh em nha, lưng keo vàng luôn, là cái loại lưng keo vàng là loại Thái là khá là mắc tiền nha anh em, gọi là loại xịn đó. Cái này thì mình thấy ở ngoài họ đang bán đâu tầm 200-250 bộ anh em, đạt thì đạt nhập xỉ về, cho nên là giá nó cực kỳ tốt. Với lại anh em là muốn lấy về bán xỉ lại cũng được, giá này quá tốt rồi. Và bộ tem này rất là đẹp, để mình gỡ tem ra cho anh em coi. À, để chút xíu, keo nó dính dữ lắm anh em ơi, đạt thì không có móng tay nữa,
Để từ bé giờ không để đầu móng tay anh em ơi. Đây. Đây. Thì em rất dài luôn anh em. Rất dài luôn. Dài lắm, thì em về cui à. Anh em yên tâm ha, anh em yên tâm về cái chất lượng của nó, không phải lo nghĩ đâu. Chất lượng là tuyệt vời luôn. Đấy. Rất đẹp nhá. Này. Thấy không? Đó. Thì một bộ nó đầy đủ ấy. Hay là bộ tem này anh em gọi là bộ tem family cũng được. Đây. Sẽ có chỗ này để anh em dán cái chữ family này vô nha. Đó, nói chung là nó dán đè lên cho nên là nhìn nó rất là nổi nha. Nhìn nó nổi lên trên hẳn luôn, đẹp lắm. Tại vì bản chất là nó nổi thật mà. Này, thấy không? Đấy, nổi hẳn lên trên rồi. Rất là đẹp nha. Thì một bộ này có nhiều chi tiết lắm. Để đếm coi, 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chi tiết nha anh em nha. Chi tiết nha. Đó, thấy không? 11 chi tiết. Đây 12 luôn này, 12 chi tiết nha. Chúng ta. Đúng rồi, 12 13 chi tiết vậy đó. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 chi tiết nha anh em. Bộ này 12 chi tiết nha. Rất là nhiều. Đó, thì anh em nào chúng ta cần thì anh em liên hệ mình, số lượng bên mình có nhiều cho anh em. Anh em cần thì lấy về bán lại cũng được nha. Đó, số lượng có nhiều cho anh em thoải mái lựa chọn nha. Rồi ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Giá của nó rất là tốt, 100 ngàn một bộ thôi. Bao rẻ nha.